Tôi chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Mình là Trồn Máu Liều và trước hết thì xin cảm ơn anh em và chúc mừng chúng ta đã được 300.000 sub rồi. Trời ơi, quá vui. Và năm mới sắp đến rồi và trong năm 2019 thì các thành viên của SNL cũng như là của anh em TV thì họ sẽ mong muốn, thèm muốn món đồ công nghệ nào nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video, nếu như anh em nào quan tâm tới các sản phẩm iPhone, hiện tại đang có mức giá cực kỳ tốt và sẽ rất là hợp lý nếu như mà anh em chọn lựa trong cái dịp Tết đầu xuân về như này. Ví dụ như là iPhone 10 này, iPhone XS Max, iPhone XS hay là iPhone XR thì anh em có thể truy cập vào website của sellred.com.vn. Và đường link thì mình sẽ để ở phía bên dưới cho anh em click vào chọn thật nhanh. Anh bỏ cái tai nghe của anh ra. Sao? Đấy, là cái gì đây? Em muốn hỏi anh một câu là trong năm 2019 sắp tới. Năm vừa rồi là mua cái điện XS Max đúng không? Rồi. Thế thì trong năm tới thì anh định mua những cái món đồ gì? Món đồ anh thèm muốn. Công nghệ đúng không? Đúng rồi, công nghệ. Thì chắc là khoảng độ 5 quả trứng tình yêu dần dần này, 2 cái bí đao tình ái, 10 máy rung với cả một ít nữa máy đá đá chiến thuật. Anh TV anh. 300.000 người đã mới lên rồi, lấy lên 300.000 sắp rồi anh, hay quá rồi. Đồ khác à? Thế có định là mua iPhone mới không? Không, chưa biết. Thật ra là mượn của văn phòng dùng có quen, dùng của quen, chắc là mình mượn thôi. iPhone MacBook thì dùng vẫn tốt này, máy ảnh thế, tai nghe cũng thế. Chắc sang năm cuống kiếm tiền mua Apple Watch và iPad. Đấy là kiểu tại vì là anh chưa... iPad thì ngày trước cũng có rồi nhưng mà anh chưa dùng lâu được. Thế còn Apple Watch thì chưa dùng bao giờ nên là muốn trải nghiệm nốt hai cái đấy. Là cho đủ full set. Vẫn là đồ Apple đúng không? Full set bằng kim. Rồi, ok. Và như vậy chúng ta có thể nói rằng là bên cạnh đồ Apple thì anh Tân còn mua rất là nhiều những cái món đồ. Thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại Ricket thứ hai của phòng channel đó chính là. Vậy. Trong năm 2019 sắp tới, anh định mua cái món đồ gì? Món đồ mà anh thèm muốn nhất. Thôi em, anh chắc làm sao anh không mua cái gì đâu. Năm nay. Sợ thế. Năm nay kiểu chơi khô máu vậy. Cái em còn nhớ cái video lần trước anh bảo là anh mua cái con Mac 12 ấy. Đấy là món đồ đắt nhất của anh và anh bảo là anh sẽ dùng nó dài dài đấy. Gắn bó lâu dài đúng không? Đúng rồi, anh bán rồi, anh mua con MacBook Pro mới rồi. Hả? Trời ơi, tin được không? Sau anh mở kênh YouTube ấy. Sau anh phải mua một cái máy PC, một bộ PC 30 triệu để dựng. Đấy, sau anh bị văn phòng ép trả tiền con iPhone, thì coi như anh mua luôn con iPhone. Nên là chắc làm sao anh không mua thêm cái gì đâu. Anh chắc chưa? Chắc. Anh chắc chưa? Thì thực ra anh cũng có thích một vài cái. Mình đang quan tâm cái Nintendo Switch. Anh có chơi game bao giờ đâu. Nhưng anh thích. Mình thích thì mình làm thôi, mình thích là được rồi. Anh đâu nghĩ chị em ơi, khi anh đã yêu em rồi. Và như vậy thì qua chia sẻ và vậy. Chưa hết. Chưa hết rồi. Chưa hết. Tôi định mua cả cái Google Home, cái loa Google Home. Một cái loa thông minh đúng không? Để về nói chuyện với nó, cho vui nhà vui cửa. Chúng ta đến với lại một nhân vật vô cùng là có tiếng nói và vô cùng to. Đó chính là anh Winner. Trong năm vừa rồi thì mình nhận được tin là anh đã mua con MacBook này với mức giá là hơn 40 triệu. Vậy thì trong năm 2019 sắp tới, anh sẽ đổ tiền vào cái gì hả anh Huy? Bất ngờ quá, anh chưa biết mua cái gì cả. Nhưng mà anh cũng định là anh đổi cái xe mới với cả đổi nhà mới thôi. Wow. Đợt tới thì Samsung Galaxy S10 ra mắt thì anh có định đổi con Note 9 không? Cứ có điện thoại Samsung mới là anh đổi. Note 9 anh dùng chán rồi. Note 9 vừa ra mắt năm ngoái mà. Anh mua rồi, bây anh chán rồi, anh chuẩn bị bán rồi. Thành vì đấy, bạn nào cần mua Note 9 comment ở dưới, mình để giá yêu mình. Nếu anh em nào mà cần mua Note 9 thì anh Huy thì anh em có thể comment ở phía đúng dưới rồi. Nhà rồi. Mình có người có tiền, mình là Sam fan rồi. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what will I be. Không hổ danh là sếp tổng, sếp của E-Channel. Anh ấy không thèm mua một cái gì, anh chỉ đổi nhà, đổi xe. Có điện thoại mới là mua luôn. Chém thôi. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ đến với lại một nhân vật cũng là sếp. Nhưng mà là sếp của anh MTV. Chúng ta đến với lại anh Duy Thẩm. Rồi chúng ta đến với lại một nhân vật cũng rất quan trọng, không kém của anh MTV, đó chính là anh Duy Thẩm. Trong năm vừa rồi thì anh có chia sẻ với mình là anh ấy đã bỏ tới gần 100 triệu để mua đồ Apple. Và trong năm tới đây thì anh có dự định gì trong năm tới không anh? Mua những cái món đồ gì? Thuốc giảm béo hay là cái gì đấy? Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi.
bạn nào mà có xem cái video mà mình có tổng hợp cái số tiền mình bỏ ra để mình mua đồ công nghệ linh tinh trong năm qua thì mình tiêu rất là nhiều. Và mình đã có một cái mục tiêu là thôi năm nay tiêu nhiều hơn nữa. Mua ít thôi. À mua ít thôi. Qua mình phung phí tiền bạc quá. Thế nên là tạm thời là cũng không có gì nhiều. Thế thì chắc là iPhone 11. iPhone 11. Không, mình mua vì đam mê. Mình mua đam mê. Chung là năm tới chắc là sẽ mua iPhone mới về để làm video cho mọi người xem này. Thế đồ chơi game thì sao? Anh có thích chơi game không? Nhắc đến đồ chơi game anh đã không muốn nhắc đến rồi. Đây. Xong rồi lúc đấy thì ông bay ông nhắc đến một lần nữa để mày nhắc đến nữa. Thì em chỉ muốn gợi ý cho anh thôi. Rất là khoái con Nintendo Switch ấy. Mua lâu lắm rồi nhưng mà sau nhiều lần kiểu mua về xong sợ không dùng ấy. Vứt xó một chỗ thì cũng không ấy lắm nhỉ. Cũng đang tính là có nên mua không. Nên mua anh ạ. Em thấy đấy là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng. Mua nhây. Một nhân vật khác cũng vô cùng nổi bật của S Channel đó chính là Hải Sơn. Trong năm tới thì anh có dự định gì không ạ? Dự định gì? À, ý là mua đồ công nghệ gì? Muốn mua những cái đồ công nghệ gì? Thực ra năm nay tao cũng làm không nhiều lắm. Nhưng mà cũng dành tiền ra đủ để mua một cái máy hút bụi Electrolux Pure F9. À, máy hút bụi à? Một cái máy lọc nước Carefree Optimus hai lõi. Đỉnh không? Rồi, tiếp đi. Thế còn cái đống SIM Việt Nam Mobile cũng có mua không em? À, thấy bảo cái SIM đấy dùng tốt lắm luôn mà. Không phải bảo SIM Việt Nam Mobile à? Nào, cái này lên anh xem TV hay gì nhỉ? Anh xem TV. Ủa, xin thì các mình khuyên các bạn nên mua mình SIM đấy các bạn. Nên mua cái máy hút bạn các bạn cũng không nên mua cái áo hút bụi cũng như cái máy lọc nước vừa rồi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những thành viên vô cùng quan tâm đến nội thất gia đình. Những thành viên khác thì mua máy chơi game này, iPhone này, laptop này, nhưng mà riêng Sơn là Sơn chỉ quan tâm đến lại máy hút bụi và máy lọc nước thôi. Và như vậy thì chúng ta đã nghe rất là nhiều những lời chia sẻ của các thành viên Channel trong năm vừa qua cũng như là sắp tới trong năm mới, thì họ muốn mua cái đồ gì. Có người thì mua nhà này, có người thì mua laptop, có người mua điện thoại, có người mua máy hút bụi. Đấy, còn đối với cá nhân mình thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em là trong năm tới thì thực sự là mình rất là muốn đổi điện thoại. iPhone 7 của mình thì mình đã dùng quá là lâu rồi, mấy năm rồi, và thực sự là mình rất là muốn đổi một cái điện thoại mới. Và có thể là trong năm tới thì mình sẽ mua một chiếc iPhone XS Max hoặc là một chiếc iPhone XR. Nhưng mà nó sẽ là hàng lóc thôi bởi vì là cái hàng lóc nó rẻ hơn. Mà sau năm tới thì bên cạnh điện thoại ra thì mình cũng rất là muốn mua một cái tai nghe. Và cái tai nghe mà mình đang để ý là cái tai nghe Sony W1000X Mark 3 thì phải, của Sony. Cái tai nghe này chất vãi. Thế còn anh em thì sao, trong năm tới, trong năm 2019 thì anh em sẽ mua những cái món đồ công nghệ gì? Và anh em đang thèm muốn món đồ công nghệ nào nhất trong năm 2019 thì anh em hãy comment ý kiến phía bên dưới nhá. Và đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của anh em TV. Mặc dù là mình đã được 300 nghìn sub rồi nhưng mà hãy cố lên 400 nghìn sub nào. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Mình là Trần Máu Liều. Bye.